Mặt đường cuối cùng tuyến metro số 1 nằm phía trước chợ Bến Thành thuộc tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên hiện đang được khẩn trương thi công, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 10. Tại đây, các thiết bị như xe lưu, xe ủi, xe cẩu múc cùng hàng chục công nhân được chia thành 3 ca đang tất bật làm việc từ sáng đến tối. Đơn vị thi công đang rải đá, trải thảm nhựa đường, sau đó trồng lại các bồn hoa, lắp đặt trụ đèn chiếu sáng. Công nhân đang tiến hành vá đường, chỉnh sửa những đoạn bị mất liên kết nhựa đường do che lắp miệng cống. Với những hoàn thiện trên, hiện gói thầu CB1A đã đạt hơn 97%. Tại khu vực trạm xe buýt Bến Thành, mặt đường nằm trên đường Trần Hưng Đạo quận 1 đã hoàn thiện. Tuy nhiên, các phương tiện chưa được phép lưu thông trước khi khu vực vòng xoay Quách Thị Trang được bàn giao. Hai cây xăng trên khu vực trạm xe buýt đã hoàn thiện, còn nhà điều hành và nhà chờ xe buýt đang chờ xây mới. Các công trình bị ảnh hưởng bởi dự án metro cũng đang dần hồi phục theo tiêu chí hợp đồng, càng giống với hiện trạng ban đầu càng tốt. Riêng vòng xoay và tiểu đảo sẽ không được xây lại, thay vào đó, đơn vị thi công sẽ vẽ vạch kẻ đường, vạch đúc giao vòng xuyến và xếp giải phân cách nhựa dọc theo hình tròn, tượng trưng vòng xoay và tiểu đảo để điều tiết giao thông tạm thời, chờ quyết định của thành phố về thiết kế cảnh quan trước chợ Bến Thành. Nhà ga trung tâm Bến Thành có thiết kế ngầm dài 236m, rộng 60m, sâu khoảng 32m, gồm 4 tầng. Nhà ga là điểm trung chuyển, kết nối các tuyến metro số 2, Bến Thành – Tham Lương, số 3A, Bến Thành – Tân Kiên và số 4, Hạnh Xuân, khu đô thị Hiệp Phước. Nơi này còn có trung tâm thương mại ngầm, quy mô khoảng 45.000m², gồm khu vực cửa hàng, thương mại, hành lang và quảng trường ngầm với tổng đầu tư hơn 8.400 tỷ đồng. Dự án metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên được khởi công từ năm 2012 với tổng số vốn đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng. Nhiều gói thầu từ ga ngầm đến trên cao đang dần về đích sau nhiều năm thi công, dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành cuối năm 2023.